Xin chào mọi người. Hôm nay em sẽ ép cái màn hình iPhone 7 Plus bằng máy ép bóng hơi cho mọi người xem. Đây là cái kính của iPhone 7 Plus bị vỡ, em vừa tách ra, vệ sinh sạch sẽ vào keo. Thì đây là cái phôi màn của nó. Và bây giờ em sẽ tiến hành em ép cái kính mới này vào. Ok, đột siêu đây. Chiều ra để úp nó xuống thì không cho bụi nó vào. Rồi sẽ bóc cái keo này. Cái này em đã vào keo sẵn trước rồi để đỡ mất thời gian. Ok. Đó, thả xuống thôi. À thì mọi người sẽ thả nhẹ thôi, để cho nó chạm vào một tí này thôi nhé. Ok. Cho con máy ép bóng hơi này. Giữ cho nó bằng một chút rồi. Ok. Hạ tôi xuống. Lắm rồi, thời gian ở đây em sẽ để nó khoảng 1 phút. Khóa này lại để cho nó nâng dần lên. Đó. Cho nó nâng dần lên. Ok. Khi được khoảng 1 phút rồi thì mình sẽ xả cái van này. Ở đây nó có 2 van. Mình khóa cái van này trước cho nó sẽ xả van này. Khi xả xong, nó ép xong thì sẽ xả tiếp van này để cho không khí nó vào. Mình lấy được cái màn hình ra. 37 giây rồi. Sẽ để hút khoảng tầm 60 giây. Hút lâu thì cái tỷ lệ bọt biết các thứ ở trong không khí ở trong màn hình này nó sẽ còn ít thôi. Ra ép màn iPhone mà niềm do như thế này thì mình chỉ cần vào tay là đã ok rồi, không cần phải dùng khuôn trước thì ok. Giờ mình sẽ xả. Đó. Xả thì mình xả dần dần thôi, bóng khí nó nở dần. Đó. Tắt máy hút đi. Ok, anh em xem này. Gần như là nó không còn một ít bọt nào. Cái bọt này là do mình chạm lúc ban đầu ấy, thì nó sẽ còn như này. Còn cái phần mà nó chưa chạm này, khi mình hút không sạch không khí ra thì nó hết sạch tinh luôn. Cái này mình chỉ hấp khoảng tầm 1 phút là ok rồi. Bây giờ em sẽ cho máy hấp. Cảm ơn nhiệt xem. Ok. Ở đây thì hấp thì mình có thể để nhiệt hoặc là không để nhiệt cũng đều ok. Đây là cái công tắc nhiệt, để nhiệt được hoặc không để nhiệt được. Vì hấp trong thời gian ngắn mà, nên là không cần để nhiệt cũng được. Chỉ cần cái đồng hồ áp này nó đủ căng hơi là ok rồi. Đây em sẽ hấp khoảng tầm 1 phút, 1 phút rưỡi thôi. Quan trọng là cái đồng hồ áp này nó phải đủ căng hơi. Nếu là con máy hơi của em nó hơi yếu nên là có khi phải tầm 2 phút thì nó mới đủ căng hơi được. Và cái lồi này nó sẽ hơi to. Nếu mà ví dụ như anh em mà không ép nhiều màn to thì sẽ mua những lồi nhỏ thôi. Thì khí nó sẽ đầy nhanh, đỡ bị tốn khí. Cái nồi này là 14 inch thì nó sẽ hơi tốn khí. Nó lên đến 7 cân rồi. Yeah. Em cài ở đây là 7 cân mà. Yeah, chắc khoảng 2 phút là khí nó sẽ căng. Chỉ cần khí căng là ok rồi. Không cần phải hấp lâu. Ok. Vậy là gần 2 phút rồi anh căng, em chờ đúng 2 phút em xả. Ok. Xong
xả hết khí rồi cái chốt an toàn này nó tụt vào là ok. Ok. Ok rồi. Đó, mọi người thấy không? Đẹp keng luôn, không còn một chút bọt nào nữa. Mới zin luôn. Bây giờ em sẽ ráp thử vào máy cho mọi người xem nhé. Đặt vo nhưng mà anh em nhìn thấy viền khá là cân, nói chung là nó 19/10. Nó không được tuyệt đối như zin nhưng mà viền như này đặt tay như này là quá ok rồi. Đó, thì anh em đặt tay thì cũng căn khéo khéo như vậy là được. Chứ con này phải bao nhiêu nhỉ? Của khách nhờ em không nhớ mật khẩu thôi, test qua cái này vậy. Cảm ứng hiển thị thì ok rồi, không có ảnh hưởng gì phản quang, không ảnh hưởng gì. Bây giờ em test bằng cái cưng ở ngoài này. Đó, tất cả các điểm cảm ứng đều ok và hiển thị ok rồi. Đây là rất là thành công. Cảm ơn mọi người.